Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ chiều tối qua cho đến sáng sớm nay ở Bắc Bộ và Hà Nội đã có mưa, cục bộ có điểm mưa lượng khá. Dự báo mưa có khả năng lặp lại vào chiều tối và đêm nay. Các tỉnh vùng núi đề phòng có điểm mưa to. Còn trong trưa chiều nay thì Bắc Bộ sẽ có nắng nóng với mức nhiệt từ 35 cho đến 36 độ. Khu vực Đồng Bằng và Hòa Bình nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 36 đến 38 độ và có nơi là trên 38 độ. Dự báo trong ngày mai 22 tháng 6, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất, phổ biến là từ 35 cho đến 37 độ, có nơi là trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 cho đến 65%. Với thủ đô Hà Nội, sau cơn mưa như chút nước vào chiều tối qua khiến tiết trời đêm mát mẻ hẳn, dự báo mưa vẫn có khả năng lặp lại trong chiều tối nay. Tuy nhiên, diện mưa không đều, có trong ngày thì trời có nắng, nhiệt độ cao nhất trưa chiều là từ 34 đến 35 độ. Đến tối và đêm thì mức nhiệt thấp nhất hạ về còn 28 độ. Nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo tại các tỉnh Trung Bộ. Nắng nóng diện rộng trải dài từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên với mức nhiệt độ cao nhất là từ 36 cho đến 38 độ, có nơi trên 39 độ và độ ẩm thấp nhất là từ 45 cho tới 60%. Dự báo, đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 6 và từ ngày 24 tháng 6 thì nắng nóng sẽ giảm dần. Nằm trong khu vực nắng nóng của miền Trung nên thành phố Đà Nẵng có cường độ nắng mạnh ngay từ sáng sớm, trời nóng từ 10 giờ sáng và kéo dài đến 17 giờ chiều. Thời điểm nóng gắt nhất sẽ tập trung từ 12 đến 15 giờ chiều với mức nhiệt cao từ 37 cho đến 38 độ. Tối và đêm thì nhiệt độ hạ về mức 29 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ trong trưa chiều nay trời cũng nắng nhiều, thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi ở Nam Bộ còn xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao là 35 độ. Chiều tối có mây dông kéo đến và gây mưa rào và dông. Người dân cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong cơn dông gây nguy hiểm. Đến tối và đêm thì trời mát mẻ với nhiệt độ hạ về 28 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.